Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cải tạo đất bỏ hoang tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định mang lại hiệu quả tích cực. Chuỗi liên kết sản xuất chế biến thực phẩm của nữ nông dân Nguyễn Thị Hằng ở xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cô giáo Phạm Hồng Lê, trường Trung học cơ sở Kỳ Đồng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình sáng tạo trong dạy môn lịch sử. Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Nguy hiểm từ những chiếc xe quá tải cũ nát tại Hải Dương. Phát động chiến dịch an toàn giao thông cùng Honda Việt Nam tại Hà Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Sản xuất theo chuỗi liên kết sẽ giúp người chăn nuôi phòng tránh được dịch bệnh và giải quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Năm 2018 này, Thái Bình có 5 tổ hợp tác xã chăn nuôi, được chi cục chăn nuôi và thú y, hỗ trợ các hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuỗi liên kết. Cụ thể, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã hỗ trợ trên 41.000 tem dán cho các hộ nuôi gà giống thuộc tổ hợp tác chăn nuôi gia cầm ở xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, hỗ trợ trên 4.600 thẻ tai và vật tư cần thiết để bấm thẻ tai cho đàn lợn thuộc 4 tổ hợp tác xã chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc hỗ trợ này, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là về tiêu thụ sản phẩm cho các tổ hợp tác xã chăn nuôi. Cùng với thúc đẩy mối liên kết giữa các hộ chăn nuôi với nhau, giữa các hộ chăn nuôi với doanh nghiệp để phát triển chăn nuôi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có truy xuất về nguồn gốc và xây dựng thương hiệu để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, vấn đề liên kết sản xuất từ chăn nuôi chế biến tiêu thụ nông sản đang phát huy hiệu quả, hạn chế được nhiều rủi ro. Với người nông dân luôn ổn định đầu ra cho sản phẩm, còn đối với doanh nghiệp, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và cung ứng cho người tiêu dùng sản phẩm đảm bảo nhất. Vì vậy, khi tham gia vào các mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi, lượng cung và cầu sẽ được giải quyết hiệu quả nhất. Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào đã gắn bó với nghề chăn nuôi lợn ngót 20 năm nay. Năm 2016-2017, giá lợn xuống dốc, lợn bán không ai mua, vì vậy chăn nuôi thuần túy sẽ không có lãi, thậm chí lỗ nặng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, học hỏi bạn bè, người quen, lên mạng Internet tra cứu, chị Hằng đã huy động mọi nguồn lực, góp vốn, liên kết với các kênh phân phối để đầu tư, mở cơ sở chế biến thực phẩm với hai khu tách biệt. Sơ chế thực phẩm tươi sống và chế biến thực phẩm, chị cũng không ngừng học hỏi, tìm tòi để sản xuất thành công nhiều loại thực phẩm truyền thống được ưa chuộng như giò nạc, chả quế, mọc nem chua, chả cốm. Bên cạnh đó còn sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu của thị trường. Mỗi kg thực phẩm chế biến tại cơ sở của gia đình chị thường thấp hơn giá thị trường từ 1 đến 3 giá, trong khi đó về chất lượng và mẫu mã đều rất cạnh tranh. Đến nay, cơ sở chế biến thực phẩm của chị Hằng đã có thể sản xuất và đưa ra thị trường 9 loại sản phẩm từ thịt lợn được thị trường và người tiêu dùng đón nhận đánh giá cao. Nhờ đó, ngày nào chị cũng tiêu thụ được từ 2 con lợn thịt ngay tại cơ sở sản xuất. Ngoài ra, còn xuất bán lợn thịt đều đặn cho thương lái mang tiêu thụ ở các thị trường lớn. Chị Hằng còn xây dựng cho mình được các kênh bán hàng, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả để thực phẩm đúng nghĩa đến tận tay người tiêu dùng. Trong đó là người chăn nuôi còn các cổ đông góp vốn sẽ cùng chị chế biến và trách nhiệm tiêu thụ. Cái phương châm làm của chị Hằng luôn luôn là sạch sẽ an toàn, nên là tôi rất là tin tưởng và tôi đã góp cổ phần với chị một chút thôi ạ. Và cùng làm với chị và bây giờ tôi phụ trách phân phối chính của tỉnh Hải Dương và một số tỉnh miền Bắc. Trong quá trình mà phân phối và tiêu thụ thì em thấy khách hàng phản hồi rất tốt về sản phẩm. Họ đều khen là sản phẩm rất là sạch sẽ và rất là thơm ngon, giữ được hương vị truyền thống ạ. Do vậy, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, bảo đảm chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng. Bình quân mỗi năm cả chăn nuôi và chế biến, gia đình chị có lãi trên 200 triệu đồng. Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân tại huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình đã chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện ước đạt trên 1.595 ha, sản lượng ước đạt trên 3.350 tấn. Các hộ nuôi thủy sản luôn chú trọng ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như nuôi cá ao nổi, lắp quạt nước, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường nước ao nuôi. Trung bình, các hộ nuôi thủy sản thâm canh và bán thâm canh trên địa bàn huyện đạt khoảng 15 tấn trên 1 hectare một vụ. Huyện cũng khuyến khích bà con đưa vào sản xuất các con nuôi mới cho giá trị kinh tế cao như cá trạch sụn, ba ba, tôm càng xanh, đồng thời sản xuất con giống tại chỗ để chủ động trong sản xuất.
Những năm gần đây, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân về vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương. Để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, hình thành từ 6 đến 8 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô trên 50 ha một vùng và trên 50 vùng quy mô từ 5 ha một vùng trở lên, ứng dụng công nghệ cao. Huyện Thuận Thành tập trung rà soát quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp, các hộ dân, các chính sách ưu đãi của tỉnh, huyện về đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có cơ chế hỗ trợ xây dựng hạ tầng, tích tụ ruộng đất, xây dựng thương hiệu nông sản nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Nói đến sản xuất vụ đông, nhiều người nghĩ ngay đến vùng đất màu mỡ được canh tác cải tạo quanh năm. Tuy nhiên, sản xuất vụ đông trên những ruộng bỏ hoang lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mô hình này đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, mở ra hướng đi mới cho việc giải quyết tình trạng ruộng bị bỏ hoang hiện nay, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tại huyện Mỹ Lộc. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, tình trạng người nông dân bỏ ruộng đang diễn ra từng năm ở huyện Mỹ Lộc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều đáng nói ở đây là những mảnh ruộng bỏ hoang đều sôi đỗ không tập trung, khó cho việc tích tụ ruộng đất. Việc sử dụng hợp lý quỹ đất bỏ hoang này đã được ngành nông nghiệp huyện Mỹ Lộc tính đến. Chúng tôi cũng khuyến khích động viên những cái mô hình như mô hình trồng bí xanh như thế này cũng đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Và tập tới nữa thì những cái khu vực mà có khả năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa như thế này, chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện, mọi chính sách về cơ chế để các hộ sẽ tiếp tục chuyển sang những cái cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình trồng vụ đông trên ruộng bỏ hoang tại huyện Mỹ Lộc là một trong hai mô hình được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định triển khai. Trong đó, mô hình thứ hai tại huyện Nghĩa Hưng được trồng chủ yếu là cà chua. Những thành công bước đầu của mô hình sẽ là tiền đề để các địa phương nhân ra diện rộng trong thời gian tới. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 2.000 hecta ruộng bỏ hoang, tập trung ở địa phương có làng nghề phát triển. Mô hình trồng vụ đông trên ruộng bỏ hoang tuy chưa phải là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng người nông dân bỏ ruộng, nhưng đây cũng là một hướng đi mới cho các địa phương hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng linh hoạt quỹ đất này. Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã có 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 77,5% số xã. Các xã còn lại bình quân đạt 17,9 tiêu chí một xã. Có được kết quả này là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hưởng ứng tích cực của toàn dân. Từ nay đến cuối năm, khi huyện Cẩm Giàng được Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh sẽ nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn lên 3 địa phương. Trong năm 2019, có 31 xã ở 9 huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới với tổng nguồn vốn đầu tư trên 650 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh hỗ trợ 195 tỷ đồng, cấp huyện 71 tỷ đồng, ngân sách xã 236 tỷ đồng và nguồn vốn nhân dân đóng góp trên 60 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, có 5 địa phương gồm huyện Gia Lộc, Nam Sách, Bình Giang, Thanh Miện và thành phố Hải Dương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kéo theo sản xuất phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế dân số kế hoạch hóa gia đình. Các số liệu thống kê cho thấy ngành y tế đã duy trì tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine theo quy định trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 99%, toàn quốc là trên 90%. Tỷ lệ trẻ em từ 6 đến 36 tháng được uống vitamin đạt trên 95%. Số người mắc sốt xuất huyết tỷ lệ thấp, không có người tử vong. 100% tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý thai nghén, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 11,2 phần nghìn năm trước, ước giảm xuống 10,8 phần nghìn năm nay, toàn quốc là 12,8 phần nghìn. Tỷ lệ sinh duy trì 0,1 phần nghìn. Tỷ số giới tính khi sinh 116,3 bé trai trên 100 bé gái năm 2017, ước giảm xuống 116 bé trai trên 100 bé gái trong năm nay. Duy trì trên 70% các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai. Cùng với đó, các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.
trong xu thế hội nhập và mở cửa hiện nay, công tác xúc tiến quảng bá giữ vai trò quan trọng với tất cả các ngành, các địa phương, đặc biệt với du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động có tính liên vùng, liên ngành, thì công tác này càng giữ vai trò quan trọng. Do vậy, thời gian qua, công tác quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, góp phần tích cực nâng cao hình ảnh và vị thế du lịch tỉnh Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Năm 2018, công tác quảng bá xúc tiến du lịch được Trung tâm Xúc tiến Du lịch đặc biệt coi trọng, tiếp tục đẩy mạnh triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch của địa phương. Ngoài việc luôn duy trì và đẩy mạnh hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp du lịch Ninh Bình, năm 2018, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình đã đưa vào hoạt động hệ thống du lịch thông minh nhằm tăng cường năng lực về công nghệ ngành du lịch Ninh Bình cho phù hợp với xu thế phát triển mới. Với lợi thế sẵn có, cùng sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, ngành du lịch Ninh Bình đã và đang có những bước phát triển tích cực và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong 10 tháng đầu năm 2018, Ninh Bình đã đón gần 7 triệu lượt khách. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dân ta phải biết từ ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Đây cũng chính là kim chỉ nam để cô giáo Phạm Hồng Lê, giáo viên dạy bộ môn lịch sử, trường trung học cơ sở Kỳ Đồng, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, từng ngày từng giờ truyền ngọn lửa đam mê với môn học lịch sử cho các thế hệ học sinh. Đưa di sản văn hóa vào giờ học lịch sử là một trong những phương pháp dạy học tích hợp mà cô giáo Phạm Hồng Lê thường xuyên áp dụng trong bài giảng của mình. Cùng với đó, các tiết học của cô luôn trở nên sinh động nhờ việc gắn liền các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, về pháp luật, về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các tiết học lịch sử cô giáo Lê, em cảm thấy rất thích thú và thú vị. Bởi trong các tiết học, cô luôn có khi cô cho chúng em diễn kịch, hoạt động nhóm, và có khi cô còn cho chúng em tranh luận với nhau để chúng em có thể tự tin trong giao tiếp ở bên ngoài. Để có được những tiết học mang lại hứng thú cho học sinh, cô giáo Phạm Hồng Lê dành rất nhiều tâm huyết trong việc soạn giáo án, tìm những tình huống thực tế, những kiến thức tổng hợp của các bộ môn và hình thức thể hiện phù hợp để lồng ghép vào bài giảng, đồng thời tạo ra môi trường để học sinh được trải nghiệm nhiều nhất, khuyến khích và tạo điều kiện cho các em sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn. Để học sinh mà có hứng thú hơn trong những tiết học và có những cái lòng đam mê đối với môn lịch sử thì người giáo viên phải cần đổi mới và luôn luôn không ngừng sáng tạo. Thì ngoài không gian lớp học thì người giáo viên phải cần tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm sáng tạo để cho các em rèn những kỹ năng sống cần thiết cho các em và để cho những tiết học lý thuyết nó gắn liền với lại thực tế. Thứ hai nữa là trong quá trình học thì giáo viên phải có liên môn với lại những môn khác để cho cái tiết học đó nó bớt khô khan và để cho các em thấy được là cái sự liên kết giữa các môn học, làm sao cho các em học sinh đến mỗi tiết lịch sử các em thấy chờ đợi thì đó mới là sự thành công của giáo viên. Nhờ những nỗ lực không ngừng, cô giáo Phạm Hồng Lê đã đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học và một trong 70 điển hình tiên tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình biểu dương khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, đội ngũ thầy cô giáo là nhân tố quyết định. Những giáo viên tiên phong trong tiến trình đổi mới mạnh dạn áp dụng những phương pháp dạy học hiện đại như cô giáo Phạm Hồng Lê đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Thái Bình. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường học, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo hình thức xã hội hóa giáo dục ở 10 trường mầm non, 18 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở. Qua 3 năm triển khai cho thấy, không chỉ học sinh đạt kết quả cao hơn hẳn trong học tập và tự tin nói chuyện với người bản ngữ, mà các giáo viên trợ giảng cũng học tập được nhiều kỹ năng mới của giáo viên nước ngoài. Qua 3 năm triển khai, việc sử dụng giáo viên nước ngoài dạy ngoại ngữ trong các trường học, trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã có 34 trường thực hiện việc dạy ngoại ngữ bằng giáo viên nước ngoài. Qua đánh giá hàng năm cho thấy chất lượng dạy và học ngoại ngữ đã được nâng lên rõ rệt. Các trung tâm ngoại ngữ đã có sự thống nhất với nhà trường thực hiện giảng dạy với thời lượng 1 đến 2 tiết, một lớp mỗi tuần. Nội dung giảng dạy bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào rèn kỹ năng nghe nói cho học sinh, qua đó giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh, hình thành phương pháp học tập phù hợp hiệu quả,
các trường đã tích cực phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tiếng Anh cho học sinh, thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh, tạo không khí phấn khởi trong nhà trường. Các thầy cô giáo trong trường và giáo viên nước ngoài cũng thường xuyên trao đổi, bàn bạc, tham gia các buổi tập huấn nhằm thống nhất về giáo án, phương pháp trước khi giảng dạy. Chất lượng dạy ngoại ngữ bằng giáo viên nước ngoài đã được khẳng định, tuy nhiên để ổn định cho công tác dạy và học rất cần sự quản lý chặt chẽ về mặt chuyên môn, giáo án và đặc biệt là đội ngũ giáo viên nước ngoài. Có như vậy mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ mới thực sự đem lại hiệu quả thiết thực. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch an toàn giao thông cùng Honda Việt Nam lần thứ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đây là lần thứ 3 chiến dịch an toàn giao thông cùng Honda Việt Nam được tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thông qua lễ phát động nhằm kêu gọi sự hưởng ứng và tăng cường phối hợp của các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng chung tay nỗ lực tạo sự chuyển biến về ý thức, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Honda Việt Nam trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh sinh viên tỉnh Hà Nam để nhắc nhở các em trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Điểm mới trong đợt này là ngay trong lễ phát động, Honda Việt Nam đã tổ chức hướng dẫn kiến thức lái xe an toàn cơ bản cho đông đảo các em học sinh và các đoàn viên thanh niên, thông qua đó nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất cũng như những kỹ năng xử lý các tình huống khi tham gia giao thông trên đường. Để thực hiện nghiêm quy định pháp luật của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, ngày 9 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành chỉ thị số 18 về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý triệt để tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng trái hình tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, ngành có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng trái hình chạy tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường theo dõi trên thiết bị giám sát hành trình, thực hiện hậu kiểm đối với các đơn vị vận tải, kiên quyết xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định, thông báo cụ thể luồng tuyến vận tải, các phương tiện vi phạm đã bị tước phù hiệu, tước giấy phép kinh doanh tới công an tỉnh để phối hợp kiểm tra, xử lý. Các lực lượng công an phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên đường bộ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố lập các tổ kiểm tra để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, thông báo các trường hợp vi phạm về Sở Giao thông Vận tải. Hiện nay tại Hải Dương, không chỉ ở các vùng nông thôn mà ngay cả ở thành thị, tình trạng các phương tiện giao thông đường bộ đã quá cũ, hết hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông, thậm chí vẫn chở hàng cồng kềnh quá tải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng. Trên mọi nẻo đường của thành phố Hải Dương, đâu đâu cũng bắt gặp được hình ảnh những chiếc xe máy quá cũ di chuyển xuôi ngược. Hầu hết những chiếc xe này đều được người dân tận dụng để chuyên chở hàng hóa cồng kềnh rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Theo quan sát của phóng viên thì tại chợ Hội Đô vào buổi sáng có hàng trăm chiếc xe máy quá cũ như thế này được người dân dùng để chở hàng hóa đi các nơi. Những chiếc xe không gương, không còi, không đèn, vành han, lốp mòn, nhiều bộ phận gắn kết với nhau bằng dây thừng, băng dính, thậm chí là chỉ còn trơ khung sắt. Mỗi xe thường chở từ 2 đến 3 tạ hàng hóa, cồng kềnh, che khuất tầm nhìn. Nguy hiểm là vậy, nhưng nhiều người vẫn khẳng định về sự an toàn khi sử dụng xe máy đã quá cũ. Theo anh, những xe này có đảm bảo an toàn không? Cái này chính cái này em nói anh ngã an toàn cực kỳ, hàng chống hết rồi. Cái xe này thì nếu mà mọi người nghĩ là không an toàn đâu, nhưng mà của em là xe đi là em biết là sức của xe nó chịu đựng như thế nào. Cái phanh của chúng tôi là cứ phải an toàn 100%, chỉ có cái là nó han với cái nhựa nó rách thì không cần thay. Những chiếc xe cũ kỹ tham gia giao thông lợi bất cập hại, không chỉ gây nguy hiểm trên đường phố mà còn mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.